cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn chư phật và đệ tử tất cả hiền thánh đâu chẳng lấy vô vi làm đệ nhất nghĩa phật dạy này thiện hiện đúng vậy đúng vậy đúng như ông nói chư phật và đệ tử tất cả hiền thánh đều dùng pháp vô vi làm đệ nhất nghĩa nhưng pháp vô vi chẳng làm thêm làm bớt các pháp này thiện hiện thí như chân như hư không chẳng làm thêm làm bớt các pháp Bát nhã ba la mật đa của Đại Bồ Tát cũng như vậy, chẳng làm thêm làm bớt các pháp. Vì vậy, bát nhã ba la mật đa chẳng tạo thành nghĩa phi nghĩa cho các pháp. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát cần phải học bát nhã ba la mật đa vô vi sâu xa mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Đại Bồ Tát cần phải học bát nhã ba la mật đa vô vi sâu xa mới có thể chứng đắc trí nhất thiết trí, không dùng hai pháp mà làm phương tiện. Bạch Thế Tôn có phải dùng pháp bất nhị, đắc pháp bất nhị chăng? Không thiện hiện. Bạch Thế Tôn có phải dùng pháp nhị, đắc pháp bất nhị chăng? Không thiện hiện, Bạch Thế Tôn nếu không có hai pháp chẳng dùng pháp nhị pháp bất nhị mà đắc thì đại bồ tát làm sao để đắc trí nhất thiết trí này thiện hiện pháp nhị bất nhị đều chẳng thể nắm bắt được cho nên trí nhất thiết trí sở đắc chẳng phải có sở đắc nên chứng đắc cũng chẳng phải vô sở đắc nên chứng đắc vì pháp hữu sở đắc pháp vô sở đắc chẳng thể nắm bắt được nếu biết như thế mới chứng đắc trí nhất thiết trí